tiếp nối chương trình từ thiện Ươm mầm từ bi, chùa Vạn Phú và chùa Bà Tiên, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao tặng những món quà ý nghĩa đến người già, trẻ em và người dân tại các khu cách ly điều trị dịch COVID-19. Theo đó, ngày 7 tháng 11 vừa qua, Đại đức Thích Nguyên Hạnh, trụ trì chùa Vạn Phú, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, sư cô Thích Nữ Trung Thảo, chánh thư ký Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, trụ trì Tịnh viện Quan Âm, chùa Bà Tiên, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, cùng quý Phật tử đã thăm và tặng 30 phần quà, mỗi phần gồm gạo, mì gói, chăn và phong bì tiền mặt cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn và bệnh tật tại xã Tà Năng, xã Đà Loan và tổ 17 thị trấn Liên Nghĩa. Dịp này, đoàn cũng trao tặng 600 phần quà, gồm sữa, bánh kẹo cho trẻ em. Tổng kinh phí chuyến từ thiện là 50 triệu đồng do sự phát tâm của Phật tử Thu Thảo và các Phật tử tại địa phương. Trước đó, trên tinh thần hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Trọng và Ban trị sự Phật giáo huyện Đức Trọng, trong chương trình Ươm mầm từ bi tháng 10, chùa Bà Tiên đã vận động được 1.500 phần quà, gồm 150 thùng sữa, 150 thùng mì gói, 1 tấn gạo, 300 bộ đồ bảo hộ và các nhu yếu phẩm trao tặng cho những khu cách ly và khu giãn cách trên địa bàn huyện Đức Trọng với tổng kinh phí 150 triệu đồng.